Chào mừng toàn thể quý khán giả thân mến đã quay trở lại với số tiếp theo trên kênh Về Miền Tây Bắc. Hiện tại thì Long đang có mặt tại xã Lùng Khấu Nhìn thuộc huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Và ngày hôm nay thì Long muốn mời các bạn hãy hướng mắt đồng hành cùng Long đi khám phá phiên chợ cấp xã nơi đây có điều gì đặc biệt và bà con mua bán trao đổi họ thân thiện và cởi mở cũng như là buôn bán những cái mặt hàng gì đặc sản ở trên vùng cao có điều gì khác lạ so với những phiên chợ bình thường không nhá. Xin mời. Những con lợn cắp nách được bà con đem ra đây để mua bán trao đổi giữa các thương lái, giữa người dân với người dân với nhau. Ở các thương lái thì họ thường thường họ sẽ nhốt vào những cái lồng sắt này, sau đó đến chợ là họ sẽ buộc lợn ra dây chạc và cầm trên tay như vậy để cho bà con đi ra xem. Ấy, chuyên nghiệp. Hôm nay bán được nhiều chưa chị? À, được 2 con. Đấy, tại sao gọi là lợn cấp lách các bạn? Đấy, dây chạc cũng buộc vào lách con lợn mà khi mà bắt các thứ họ cắp vào lách họ luôn và nhấc bổng lên. 950 một con lợn đen này. Lợn đen thì thường thường nó sẽ được rất là được giá, sau này bà con mà nuôi trưởng thành lên thì nó cũng sẽ được thịt của nó sẽ đắt hơn. Vùng cao nuôi mà chỉ có nuôi ăn cỏ, ăn ngô các thứ ấy, thì chất lượng thịt nó khá là thơm ngon. Tôi khoảng đến hơn chục con lợn. Trông này thôi nhưng mà lợn đây nó rất là khỏe các bạn ạ. Nó căng dây nhìn anh nghiêng cả người thì mới giữ được. Nhìn lợn nhỏ nhỏ thôi nhưng mà nó cũng khá là già tháng tuổi rồi. Những quán cắt tóc nhỏ nhỏ của các chú các anh ở đây để phục vụ bà con ngay tại chợ này. Như cắt ở đây thì đầu cháu nhỏ bao nhiêu tiền à bác? Theo từng người thôi. À, tùy từng người thôi. Có đến 20-30 nghìn không ạ? 20 nghìn. 25-30. Vâng, người lớn thì 25-30 tùy từng người. Và đồng siêu ngon luôn. Đang rất là rộ mùa mật ong rồi. Mọi người mua mật ong thì nên mua vào mùa này, nó chính vụ. Về mình có thể bảo quản thoải mái. Nhưng mà ở khu vực nào, tỉnh nào mà thời tiết mát mẻ quanh năm ấy, thì chúng ta để ngoài, không nhất thiết phải để tủ lạnh đâu. Mật này thì bình thường như mật rừng nguyên chất thì để hàng năm 1-2 năm thoải mái. Củ tây dương này rất là tốt này, tráng dương bổ thận này, tăng cường sinh lý này, cơ bắp nam giới. Đấy. Duy trì khả năng phòng the rất là tốt. Để ngâm rượu chú nhỉ? Đúng không? Đấy, chú cứ dùng bao giờ nó cứ bằng này là được. Đấy. Một góc nhỏ ở phía đằng bên mạn tay phải này thì Long thấy có cả 2 quán ẩm thực nhỏ nhỏ thôi. Chợ không có quá lớn thì thường thường ở đây thì chỉ có những cái quán nhỏ nhỏ ăn phở, ăn bún như này. Được dựng bằng 2 cái nhà gỗ. Nhìn trông cổ cổ. Chào chị. À, chị bán rượu à? Vâng. Rượu này là rượu ngô hay rượu gạo hả chị? À, rượu ngô. Rượu ngô trong vắt luôn này. Em xem tí nhá. Okay. Rượu này chị bán bao nhiêu tiền một lít hả chị? 30.000 đồng một lít. Có một loại thôi à? Có loại nào đắt nữa hơn nữa không ở đây ấy? Vâng. Chị là người Nùng hay là người gì? Là người Nùng. Tí xem đây em. Ôi sợ say lắm. Tí em còn lái xe. Em nhìn thấy là em cũng thích lắm rồi nhưng mà tí còn lái xe. Nhà chị gần đây không? À, em chúc chị bán được nhiều nhá. Hôm nay đem 1 can 20 lít ra, à 10 lít ra để bán. Bán ngay gần quán ăn này thì dễ bán hơn. Ở đây thì Long cũng mạn phép vào trong này để em ghi hình một chút chị ơi. Đây, anh chị nấu nướng ngay tại cái gian nhà gỗ này. Món ẩm thực ở đây thì đa phần là liên quan đến thịt lợn nhiều. Lợn này lợn đen à chị? Lợn đen, lợn bản đấy. Vâng, lợn bản và cái phở của chị làm thì cũng là phở của người Lùng hay làm là cái sợi phở nó thái bằng tay hết. Vâng, làm bằng tay không dùng máy móc gì cả. Và đặc biệt ở trên vùng cao mình thì phở rất là hay ăn với dưa muối.
Một bát phở bình thường thì làm ở đây là bao nhiêu tiền hả chị? 20.000 đồng. Còn ai mà ăn thêm thịt thì thêm tiền đúng không ạ? 20.000 đồng thôi, dần dã. Đây các bà các cô. Chị ơi, hai bà ngồi góc bên kia là người gì? À, cũng là người Nùng ạ. Giống cả Hà Giang đúng không? Đây là chín người Nùng, người Nùng dín rồi. Người Nùng gì ạ? Người Nùng dín ạ. Người Nùng dín ạ. Hà Giang là Nùng U, đây là Nùng dín. À, thu hút rất là nhiều các bạn là nhỏ ở đây. Đó là bánh cuốn. À. Bánh cuốn ở đây là bánh cuốn đã tráng sẵn rồi, họ đem ra đây họ bán. Từng đĩa, từng đĩa một. Em chào anh chị nhá. Ok. Bánh cuốn này là mình tráng sẵn ở nhà rồi đúng không ạ? À, và em vẫn còn thấy hơi ấm này, anh chị ủ giỏi ghê. Tráng muộn mà anh ơi. À, tráng muộn. Tay chị thuần đang thuần thoát, chị lột từng lớp một. Tráng ở đây thì các anh chị tráng xong là thành từng lớp một, sau đó là bây giờ sẽ bóc lên, bóc xong là cuộn nhân. Ở đây mới trắng kịp bao đồng lắm. Đồng lắm nhỉ. Người dân ở đây, người lớn tuổi và các cháu nhỏ rất thích ăn bánh cuốn này. Bánh cuốn này thì bình thường là bán theo cân hay theo đĩa hả anh chị? Theo cân cũng có, theo đĩa cũng có. Dạ vâng. Ví dụ một cân là bao nhiêu tiền hả anh chị? Một cân 25.000 đồng. Còn ai ăn đĩa nhỏ thì tiền nhỏ, ai ăn đĩa to thì tiền to đúng không ạ? Ai mua về thì phải bán cân. Một ngày anh chị bán đến mấy yến không? Một tạ luôn. Ôi dồi ôi, khiếp. Em cũng giật mình đấy. Em cũng thấy số lượng rất là đông rồi nhưng mà cũng không nghĩ là đến mức đấy. À, họ còn mua về nữa chị nhỉ? Dạ mà một tạ. Vâng, một tạ bánh cuốn. Khủng khiếp thật sự. Rồi, cảm ơn anh chị nhé. Chúc anh chị ngày càng đóng góp cho phiên chợ những món ẩm thực ngon. Dạ. Ngay đầu đường thì những cô người Nùng cũng đang bán hàng. Đa phần là Long thấy rau củ quả khá là nhiều. Đây, các cô có những cái gian hàng rất là nhỏ đây này. Các cô bán được nhiều chưa? Bán được nhiều rồi ạ. Vâng. Ê, ớt này. Ớt này và bán theo bát hay là theo cân? À, theo bát. Một bát này bao nhiêu tiền đấy ạ? Dạ 20.000 đồng ạ. Đây một bát này 20.000 đấy các bạn này. Đấy. Vâng. Đây. Bạn nhỏ có hai con chim này. Đây, các cô các chú ấy có cái giọ rất hay nhé. Cái này về để đựng gì đấy, cua hay đựng gì đấy? Con dao ấy. À, con này tưởng bắt cá. Con dao đi rừng lấy củi. Con dao. Mình đi xe này, một tay cầm con dao, một tay là lái xe nữa con. Ở đây này cho dao ở đây ạ. Cái này ví dụ mà lên rừng mà bắt được con cua hay cái gì cho vàng được. Vâng, con cua, con cá đều được. Cái này không biết chú ấy bán bao nhiêu tiền một chiếc đấy ạ? À, 80.000. 80.000 đấy ạ? Đất văn. Vâng, 80.000 đồng cơ ạ? 80.000. Bao nhiêu ạ? 80.000 ạ? Hả? 30.000 hay 80.000? 50.000 thôi. À thế ạ. Bà đang bảo là 50 hoặc 30.000 thôi. 80.000 em thấy là hơi cao một chút đấy. Người Nùng, lác đác Long thấy có một vài cô chú của đồng bào người Mông nữa ở phiên chợ này. Cái giọ này chú bảo đa một ngày không được một cái giọ ấy đâu. Chú bán phải 80 hoặc 100.000. Chứ 50.000, 30.000 thì không đủ ăn. Thì xã này thì nó cũng không phải là cụm xã, nhiều xã lân cận như là phiên chợ thì đa phần là người dân ở trong xã thôi, chứ không có người dân ở các xã lân cận sang để trao đổi mua bán gì nhiều. Đấy, hai cô của đồng bào người Mông này, hai bà rồi.
sang màu lắm. Các bà các cô ở đây ăn mặc trang phục khá là bắt mắt. Người Nùng hoặc người Tây thì ăn mặc đơn giản thôi, nhưng mà nhìn cũng tương đối là gọn gàng và cũng dễ nhìn bắt mắt lắm. Bé gái này mặc đẹp này, mình đáng yêu chưa? Người Nùng thì họ có cái túi sách rất là lớn này, cơ lớn, một cái dây đeo cũng thế, một cái bản to cỡ cùng 20 phân luôn đấy. Ít khi họ dùng gùi như người Mông lắm, người Mông thì đa phần là dùng gùi, dùng cởi nhiều. Khu vực bán rau củ quả, mùa nào thức đấy. Xấu xinh mà bà có bắp ngô nhìn trông dày hạt ngon quá. Ăn sáng ạ. À. Sáng nay chắc không kịp ăn gì, bà đang tranh thủ ăn quả ngô. Cái bộ răng của người đồng bào rất đẹp nhé. Đấy. Đều chăn chặn luôn. Bà nói gì nó cũng không được hiểu lắm. Cà chua bi này. Cà chua bi này bao nhiêu tiền một cân đây à chị gái? 15 ngàn đồng một cân. Ngày xưa hồi nhỏ nhớ cứ đi đá bóng về xong là hái ra vườn hái quả cà chua bi này ăn sống luôn này. Nó mát, giải nhiệt. Dưa hấu ở đây trồng thì sao mà quả nhỏ này hả chị? Năm nay ít mưa. Quả dưa hấu nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Quả này ngọt lắm ạ. Có cả dưa gang, dưa hấu này. Quả dưa hấu rất là bé này. Chưa được 1kg một quả. Sao chị không gọt thử một quả ra, chị ngửa ra để người dân người ta nhìn thấy nó ngon để bán nhá. Để bán cho nó dễ. Không mang dao à? Để cả quả này thì người ta không nhìn thấy bên trong ngon đỏ ấy, người ta cũng ngại mua. Khu vực này đa phần là mận này, dưa hấu, dưa gang. Cười rất là tươi. Bà đang bày ra để bán à? Bây giờ bà mới bày ra bán khá là muộn. Long đến muộn muộn này cứ đinh linh là bà đang thu vào cơ. À thế ạ. Vâng. Vâng. Thế là có ai chở giúp bà ra đây? Con trai ạ. À, con trai chở giúp bà ra đây. Một lát nó hết phiên chợ là bà dọn vào xong con trai ra đón. Con trai cũng đi chợ thôi. À. Dạ vâng, anh ấy cũng đi chợ. Những chiếc giày này thì đồng bào người Mông người khá là thích đeo nhé. Có cái mà đeo núi đeo đồi được. Người Mông người ta hay làm việc ở trên nương trên dãy mà. Đôi giày này bao nhiêu tiền đấy chị? 100.000. À 100.000 nó bền lắm đấy. Vâng, cái loại bền lắm đấy. Vâng. Long giờ rất là thích thú với các chú các bác sửa chữa máy móc thiết bị như này nhá. Nhìn thích đó. Có một gian cửa hàng nhỏ của bác bán đồng hồ với sửa chữa đồng hồ. Cái này là đồng hồ đã qua sử dụng đúng không ạ? Vâng. Đấy là bác thu mua về sửa chữa xong rồi lại bán. Những cái đồ này đồ ngày xưa mới là bền này. Cái máy thôi. Đấy, dụng cụ đồ sửa chữa của bác này rất đơn giản lắm. Có những cái kìm, những cái tô vít nhỏ này. Đấy, chứ dây tô này, cho anh em ấy. Đấy, dây xuống chưa? Dây này dây to, đấy cho anh em này. Đấy.
cánh bướm. Buồng chuối nhìn thích không? Trên chợ trên vùng cao thì dân dã lắm. Cây cối rồi đủ kiểu, toàn những cây phổ thông, cây thường thấy ở chỉ có những vùng quê, vùng cao mới có như này thôi. Trên chợ thì có những cái dãy chuối rất là lớn nha. Vừa để che mát mà không nhận nhiều nhiều buồng thật sự luôn cái hàng chuối này. Khu vực cái bán hạt giống và thuốc trừ sâu thuốc thang bà con để chuẩn bị vào vụ mùa của người Mông rồi. Bây giờ thì đối với người Nùng người Tây thì là đang đến mùa gặt rồi. Đấy, gặt hết vụ này bắt đầu là tiếp tục là gieo mạ và cấy tiếp hai vụ, còn đối với người Mông thì người ta chỉ làm được cái vụ này thôi, vụ mưa ấy. Có nước thì ở trên những cái sử dụng bậc thang thì mới cấy được. Anh này anh bổ dưa giỏi lắm, không cần dao luôn này. Không có dao. Dùng đầu gối thúc cái là vỡ đôi luôn. Thịt lợn vùng cao thì miễn chê rồi. Bạn nhìn lợn chưa? Ông quay khấu đuôi bạn xem. Lợn đen. Ngon lắm. Nhìn cái thớ thịt ba chỉ của nó nhìn thích không? Mỡ trắng luôn này. Mỡ trắng dày. Đây thì họ cũng lọc liền thăn luôn. Lọc rút xương luôn đấy. Thì trông nó thịt ngon cực kỳ luôn. Chị là người Tây à, người Nùng à? Chị nói chuyện được với cô người Mông này á? À? Biết biết đa ngôn ngữ nhỉ? Ủa, thảm thịt nhìn thích không? Chiều khách hết cỡ rồi. Đấy, khách chỉ đâu cắt đi đấy. Quá chiều khách đấy. Đấy, được có khoảng 2 cân rưỡi 3 cân không? Em thử đoán đây nào. Ui ôi, chính tỏ nó dày bạn các bạn ạ. Long đoán còn sai luôn đây này. Hơn 4 cân luôn. Hơn 4 cân. Bì thích nhỉ. Bì này giòn lắm đấy. Chưa được 5 cân, 4 cân 3 rồi. Cô mua nhiều thế. Mua. Nhà của cô hay làm gì mà cô mua nhiều thế nhỉ? Một sách chê vai luôn. Không nhận, lợn ở đây toàn lợn ngon thôi. Đây họ bán nó cũng sắm cái kho này rồi này. Cái kho này thì là cái bình ga mini nắp bộ bắn lửa kho bên trên để kho chân thủ. Và vừa rồi thì Long đã cùng các bạn đồng hành với nhau để ngắm nhìn một phiên chợ rất là dân dã của đồng bào người Nùng, người Dao và người Mông. Đa phần ở đây là người đồng sinh sống thôi. Thật là tuyệt vời khi bà con ở đây trao đổi mua bán nhẹ nhàng và thân thiện, cởi mở lắm. Các mặt hàng hóa ở đây thì tương đối là đơn giản về các thiết yếu phẩm rồi nào nông sản của bà con đem ra lao động sản xuất thôi. Và Long thấy bà con ở đây thì lên rừng lấy được rất rất là nhiều mật ong. Thì nó là một cái đặc sản ở vùng cao, không thể nào mà khác biệt được so với các vùng khác rồi. Mọi nơi thì đa phần là mật ong nuôi thôi, nhưng mà ở đây thì mật ong rừng ở trên vùng cao thì quá là chuẩn luôn. Bác nào có nhu cầu mua mật ong nguyên chất dùng sử dụng để đảm bảo sức khỏe cho trẻ nhỏ cũng như là cuộc sống của mình cần thiết đến ấy, thì có thể liên hệ với Long để Long có thể cung cấp gửi tận nhà cho các bác nhé. Một lần nữa trân trọng cảm ơn các bác đã theo dõi video này. Xin chào và gặp lại tất cả các bạn ở những số gần nhất trên những hành trình kết nối yêu thương cũng như là khoảnh khắc khám phá vùng cao của Long trên kênh Về Miền Tây Bắc. Xin chào và gặp lại.